Hi, chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách xử lý máy lạnh Airy các bạn nha. Và hiện tại máy lạnh này là nó xuất hiện một cái lỗi, đó là khi chạy các bạn thì là con này nó bị ngắt lắp và không lạnh các bạn nha. Chính vì cái nguyên nhân ngắt lắp không lạnh như vậy á thì làm cho cái máy chúng ta nó chạy ngắt liên tục, nhưng mà trên cái mặt lạnh nó không báo lỗi rồi nha. Thì để sửa bài này thì mình đã tiến hành kiểm tra đo cũng như là phát hiện ra là ở trên cái cục nóng thì là cái quạt dạng nóng không quay các bạn nha. Thì khi quạt dạng nóng không quay á thì là nguyên nhân gì làm cho ngắt lắp, thì quạt nóng không quay làm cho cái áp suất của dạng nóng bị tăng cao. Đó là khi khi cái dạng nóng mà lốc nó đẩy ra ra dạng nóng, nhưng mà vì nó không được giải nhiệt các bạn, cho nên là cái áp suất đường đẩy rất là cao. Áp suất đường đẩy cao, chính vì vậy là nó làm cho cái block của chúng ta nó quá dòng. Khi mà block quá dòng thì nó sẽ sinh ra ngắt lắp, và nó ngắt lắp như vậy thì chúng ta phải kiểm tra và sửa chữa. Thì khi mà mình kiểm tra thì mình phát hiện ra là tụ của quạt thì đó, cái dòng này là chạy tụ AC các bạn nha. Nó là quạt một pha cho nên nó vẫn chạy cái chạy tụ các bạn, meter, nhưng vẫn chạy tụ, quạt vẫn chạy tụ các bạn nha. Thì chính vì vậy cái tụ này bị dường như là bị mất dung lượng luôn, tức là nó giảm dung lượng nó về thấp rồi. Chính vì vậy là nó làm cho cái quạt chúng ta nó không khởi động được. Đây các bạn, nó ghi là 1.5 mi này các bạn này. Và khi đo là nó ra là 88 nano farad, 88 nano farad. Thế thì như vậy là tụ này nó đã hỏng rồi các bạn. Thì tụ nó sẽ nằm ở trong hốc này các bạn nè. Chúng ta sẽ lần theo đường dây của quạt, chúng ta lần về bo và chúng ta sẽ xác định được là tụ nó nằm vị trí nào. Sau khi mà thay tụ xong rồi các bạn, thì mình sẽ tiến hành mình cho máy chạy lại để xem rằng là máy có hoạt động ổn định không. Đời ga của máy Airy Emitter này thì vẫn đang dùng là ga 410A các bạn nha. Loại ga này là ga ga lạnh. Những cái đời máy khoảng vào năm 2014 trở về trước là người ta sẽ còn lưu hành cái ga 410, và sau này á là người ta không còn dùng ga 410 nữa. Đây các bạn, như vậy là sau khi mà mình thay tụ rồi thì cái quạt nó quay bình thường rồi các bạn nha. Đấy, quay quạt quay rất là bình thường rồi. Và máy chạy ổn định các bạn nha. Thì máy này mình sẽ thực hiện vệ sinh nè, rồi vệ sinh dàn nóng dàn lạnh và thực hiện kiểm tra lại áp suất ga để canh lại ga cho khách trước khi mà bàn giao các bạn nha. Đây là dàn lạnh các bạn nha, mình sẽ đi vệ sinh dàn lạnh đi luôn, và trên dàn nó đã lạnh tươm lạnh đều rồi các bạn nha. Như vậy là mình đã xử lý xong máy lạnh Airy Inverter lỗi ngắt lốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt.